Mạng xã hội Việt Nam vẫn chưa hết nhiệt kể từ khi Sơn Tùng MTP ra mắt sản phẩm âm nhạc mới toanh mang tên Có Chắc Yêu Là Đây. Đến thời điểm hiện tại, MV đã đạt được những thành tích cực đỉnh mà chưa sao Việt nào có khả năng sánh ngôi. Trong đó, chỉ sau 13 tiếng ra mắt, MV đã có số lượt xem đạt hơn 13 triệu và nhận được 1,1 triệu like với hơn 254.000 bình luận. Ngoài ra, MV Có Chắc Yêu Là Đây đạt top 1 trending Việt Nam chỉ sau 4 tiếng phát hành. Càng quét top trending các quốc gia khác trên thế giới gồm Mỹ, Úc, Hàn Quốc, Canada. Điều này cũng đủ chứng minh được sức ảnh hưởng của nam ca sĩ đã đạt ở mức vượt tầm kiểm soát. Lập được hàng loạt kỷ lục vẫn chưa đủ. Mới đây, giọng ca Hãy Trao Cho Anh còn vinh dự khi được World Music Award, tạm dịch giải thưởng âm nhạc thế giới, dành tặng cơn bão lời khen cho ca khúc Có Chắc Yêu Là Đây. Đặc biệt, trang Facebook chính thức của giải thưởng này cũng đã viết riêng một bài dành cho Sơn Tùng MTP xoay quanh ca khúc mới. Tuy nhiên, điều khiến khán giả Việt Nam ngạc nhiên nhất chính là cách mà World Music Award gọi Sơn Tùng MTP là rap star, ngôi sao nhạc rap, thay vì singer, ca sĩ. Sở dĩ điều này gây bất ngờ và cũng có phần hơi sai là vì rap chỉ là một trong những khả năng và cũng mang tính bổ trợ cho những bài hát của anh chàng mà thôi. Vậy nên, cách dùng rap star của World Music Award là chưa đúng lắm. Nhưng hầu như mọi người đều phớt lờ nhầm lẫn này của World Music Award và cho rằng được khen ngợi trên một giải thưởng danh giá là điều cực kỳ vinh hạnh của Sơn Tùng MTP. Không chỉ khen Có Chắc Yêu Là Đây, World Music Award còn dành những lời khen có cánh cho ca khúc Hãy Trao Cho Anh và cũng muốn nhấn mạnh MV này hiện đang nắm giữ kỷ lục view 24 giờ đầu của Vbiz. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất về Sơn Tùng MTP trên kênh Sài Gòn TV. Anh ngần ngơ cơn mơ, đó chỉ là giấc mơ. Anh ngần ngơ cơn mơ như đã ngất ngây trong giấc mơ. Tự ngọt ngào em dịu đắm chìm, phút chốc viết từng từ gieo nên thơ.